Hello anh em, chào anh em đã quay trở lại với channel Cá Lóc Cảnh của Radio Lê. Mình là Phước đây anh em, nhiều anh em cứ biết là anh Lê không à. Mình là tên là Phước nha anh em nha, chứ không phải tên Lê đâu. Rồi cắm cái đèn lên cho anh em thấy. À, Phước mới có hai cái chuyện như thế này. Đầu tiên là Phước mới về một thùng cá Yellow Centaurum. Cái bầy này là bầy ngày trưa Phước bán cho một anh khách, bán cái này cũng tầm khoảng 3 tháng mấy 4 tháng. Thì anh ấy về anh ấy nuôi để bật cái đèn lên hơi chói ha. Anh ấy để nuôi để sao ta, mình dùng từ gì? À, anh ấy nuôi để vừa thúc chai vừa bán vừa kinh doanh. Nhưng mà một thời gian thì anh ấy làm, anh ấy nói là cái lóc này nó chậm quá, anh không hợp duyên với cái lóc, nên anh ấy Phước chia lại cho Phước nói thôi Phước hỗ trợ cho anh ra lô hàng này đi. Rồi Phước quay cho anh em xem cái lô hàng này nó đẹp cỡ nào nha. Thật sự với anh em giá thì cực kỳ rẻ luôn. Chốt cho anh em giá trên clip này luôn nha. Anh em nào mua thì nhắn cho Phước. Giá 650. Bao ship không? Bạn anh em muốn bao ship không hay là 650 thôi? 650 bao ship cho anh em nha. Và anh em cần này nhắn cho Phước nha. Rồi đây là Phước quay cá cho anh em xem. Rồi Phước mới đổ ra một bọc, hai bọc tất cả, mà Phước mới đổ ra một bọc để quay clip tốt. Nhưng mà thôi giờ đổ lại cho anh em. Mấy con này là hàng viền vẫy hết luôn này. Đây Phước bắt lên cho anh em xem này. Cho anh em xem cho nó phấn khởi nha. Đấy anh em thấy viền vẫy không? Đấy vẫy này, viền này kín người nha. Thùng bên này là nãy là bắt qua để quay clip bên tốt rồi. Đấy, giờ quay clip bên YouTube. Đây giờ bắt từng con cho anh em xem. Cho anh em xem lô hàng này chất lượng lắm. Mà không biết là anh ấy kinh doanh sao mà nó không ok lắm. Anh xả hàng. Anh xả hàng cho nên là giá mềm nha anh em nha. Đây. Đấy, anh em thấy viền không? Đó, viền hết nha. Yellow Centaurum. Bài này khá là đẹp luôn. Đẹp lắm. Này, con này, ui con này nhiều này. Con này quá trời viền vẫy này. Uầy, quá trời luôn. Con này nhiều cân. Con này chắc tách riêng ra quá. Nói chung là Phước không có thời gian tách riêng, với lại hồ nhà này full hết rồi, để Phước được cập nhật cá cho anh em xem luôn. Đây. Anh em thấy con nào viền vẫy? Con nào luôn vậy luôn nha. Anh nói con nào viền vẫy hết em ơi. Em cho nên Phước mới nói thôi ok để lái lại giùm cho anh. Đây. Đấy anh em thấy không? Phước mới lái lại. Đấy, lái lại nhưng mà thôi bắt hết từng con ra cho mọi người xem nha, cho anh em xem, cho cả nhà mình cùng xem. Anh em nào thấy ưng con nào thì để một là Phước lên hồ, hai là Phước bán solo. Solo thì rẻ hơn nha anh em nha, còn lên hồ thì giá nó sẽ chắc hơn. Rồi. Này anh em thêm viền này. Ui. Anh em biết anh em xem thấy rõ không? Ui, viền quá, bá cháy viền luôn. Trời ơi. Hai bên này. Thôi. Bên đây còn ba con mà chắc chắn là hàng viền rồi. Anh nói viền nhiều lắm. Để đổ hết cái thùng này ra luôn cho anh em xem. Tầm khoảng 20 mấy con á. Nói sao không, anh không để là anh bán cho nó được giá mà anh lại chia qua cho em. Anh nói thôi anh giờ anh ngán, anh không muốn làm lóc. Rồi, anh em xem này, anh em thấy viền không? Ở viền đã không? Đã đời luôn, hai bên luôn nha, hai bên. Con này đẹp chứ ta. Đấy, con nào cũng vậy luôn anh em. Anh nói con nào cũng vậy, anh Phước bắt anh ấy bắt quay clip cho Phước. Phước nói ủa anh sao con nào viền hết vậy mà sao anh lại đây viền này, anh em thấy không? Viền lốm đốm hết luôn vậy. Đấy. Ui con này chắc chắn sau này sẽ vàng này, bụng ẩn luôn à. Ôi. Em thấy cá đẹp không? Viền quá trời luôn. Con này cũng có cái hồ nào cho vô hết à. Rồi ok. Để... Nhưng mà anh em thấy không? Mới bắt bao nhiêu đấy thôi mà. Thôi nói chung là clip này nó hơi ngắn ngắn xíu nha. Là để bắt cá cho anh em xem. Đấy. Anh em thấy viền hết này. Đấy. Sai thì nãy giờ quên thôi, sai ha. Sai tầm từ 23. Con này tầm 23 này. Đây con này chắc chắn 23 này. Tây Phước là 22 à. Có con to hơn, có con to lắm. Đây con to này. Con to đùng luôn. Con này chắc coi để được hai mấy đây. Quay cá cho mọi người xem. Ôi viền này. Trời ơi, lô cá chất lượng mà cố luôn. Ha. Ok nha anh em nha. Rồi, nói chung là anh em cần bắt nữa không? Thôi bắt thêm con hai con bắt đại, cứ bắt đại vậy đó chứ không lừa luôn nha. Đây ấy bắt đại mà hàng này ấy, thấy chưa? Hàng này thì anh em về chơi là bao chơi cho anh em rồi. Đấy. Đây, con này cái ít nhất là cũng nhiều như thế này. Đấy đấy. Rồi. Thôi cho lên hồ. Ôi ok anh em nha, là Phước cho lên hồ. Rồi là Phước cho lên hồ anh em ơi. Ý da, nhà không có vực lớn nữa chứ. Trời ơi, nhà toàn vực nhỏ không này, chết tôi rồi.
Thôi để đổ vô bao rồi cho vô cho nó lên anh em ơi. Không có vợt nhà nhà bán cá gì không có vợt. Nó chứ không có vợt lớn, nó vợt nhỏ, Phước có cái vợt nhỏ mà bọn này nó nhảy tưng 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 nó phi ra ngoài là nó hàng viện để mà lấy cái cây cây ấy ra. Rồi đây. Anh em nhà ủa sao mờ dữ ta. Đây, viền này thấy không, thấy viền không đấy, viền này vô bể mà bể này mà viền cỡ đây này, viền này quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Bài cá này nói chung là do là cá này phải là mình nhập ở bên kia về cho nên là giá khá là rẻ, do được ông anh ông nuôi gia công đấy. Đợt trước ông lấy cái của Phước là 100.000 một con xay 80, lấy cái này 3 4 tháng đây xay 80 nách nha, hồi xưa 80 mắc bây giờ cá rẻ. Rồi lên cá cho anh em, rồi cập nhật thêm ít cá của nhà cho anh em xem luôn nha. Anh em mua thì vào quên vào Zalo nhắn tin Zalo hay là Viber hay điện thoại cho Phước, rồi Phước sẽ gửi cá cho anh em. Phước có ship code nha anh em nha, có nhiều anh em hỏi có ship code không, có nha. Hôm nay không có caramel. Rồi quay tiếp bày rêu này. Mình cũng nói thật sự luôn, giờ bày hồi xưa nhập bày rêu này nó khá là mắc đấy, nhưng mà giờ thôi để luôn. Rồi cho anh em quay cho anh em nhé. Rồi đây anh em bày cá này nè, cá nuôi thì sung khỏe hết rồi, con này viền vảy ác lắm này, con này Phước đang bán củ lưỡi này, con này anh em nào mà cần con này là nhắn cho Phước nha. Như bữa trước Phước có cập nhật bài đây chưa ta, có cập nhật rồi có về thêm đúng rồi. Thôi quay sơ sơ ra đây, con này viền vợ đẹp lắm này. Nuôi cái bể này không 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 sao được hết cá, tại không có đủ bể chứa. Đấy, anh em thấy vậy đã không? Vậy đã, đấy, thấy vậy mê ly luôn. Đấy, còn nhiều con mê ly lắm, còn nhiều con mê ly lắm luôn anh em ơi. Đây mê ly nữa này, con này cũng mê ly, con này cũng đang bán khá là cao này, hai củ này. Đấy, vậy này, vảy đen, vảy đỏ, vảy lộn, vảy đen, vảy trắng là nhiều hết rồi. Con này cũng vậy này, để quay lên đó anh em thấy không? Ôi. Rồi bên cạnh đó thì Phước có về pháo khá là nhiều luôn. Pháo này pháo đốm vàng nhà anh em size tầm khoảng 15, 17, 18. Giá thì mềm lắm, tầm khoảng 500 ngàn con thôi. Bên này có mấy con red cũng đẹp nè, red cũng đẹp. Có mấy con red đẹp mà hơi nhát stress nha, hơi nhát stress pháo này. Nói chung là pháo nhiều lắm anh em, pháo quá trời pháo. Pháo rồi đây, có bầy yellow centaurum size nhỏ nữa đây. Size này thì cũng về khá lâu rồi. Đấy, hàng thì cũng viên viên rồi, chắc chắc lắm. Đấy, có mấy con chắc chắc này. Đấy, mấy con này thì đang bán 300 ngàn con. Anh em thích chơi con to kia thì 600, con nhỏ thì 300. Đấy, có mấy con 300 này, 300 hết. Rồi, Blairy cũng tầm khoảng 300, 350 thôi. Rồi, bên này thì... Ôi, mới đổ ra ngổn ngang quá. Ui, bên này có Phước mới làm mấy cái layout. Bữa trước có Phước có bán mấy cái layout đây này. Đấy, mấy cái layout mà thôi thấy ế quá, không biết sao ế dữ, ế quá thôi để lại mình chơi. Nhưng mà giờ không có hồ nhốt, anh em giờ thấy không có hồ nhốt mình cá về nhiều này. Pháo giờ cái bể này hồi xưa Phước làm bể 40, 40, 30, 30, nhưng mà chiều dài ấy, anh em để cái kiểu này thì để có 30, chiều kia sâu 40, sâu quá không sao hết cá được, cho nên giờ thôi chia làm hai ra anh em, chia làm hai ra, con trong con ngoài, con trong con ngoài hết, con trong con ngoài anh em chia làm hai ra hết này. Ở dưới này vậy chia làm hai. Đấy, pháo thì nhiều con đẹp lắm, pháo nhiều con đẹp. Ủa, Blairy này này, Blairy sung ba khía. Ủa, sao giờ cái máy của mình không à, nãy giờ mình quay to lên hàng nào nó bể bể nét. Blairy đẹp nha anh em nha. Rồi bên cạnh đây thì có anh rau hai con này đẹp lắm, khá đẹp luôn. Rồi, pháo nữa này à, có lửa băng. Lửa băng cũng có máy về lấy của mấy anh em về mấy con về nuôi chơi nè. Anh em nào chơi lửa băng này chia lại, bữa nào chơi chán rồi. Rồi tiếp tục bên này có gì nữa à, bên này thì có mấy voi xanh đẹp lắm mà voi xanh đục biến này nè, có con khỉ nhỏ này đẹp lắm này. Rồi có con khỉ nhỏ này đẹp lắm này. Mà nó nhát quá chưa thuần này nè. Rồi gì nữa ta, quay vòng vòng rồi có bầy có riêu, có riêu đây bật đèn lên cho đi anh em coi riêu. Rồi có bầy riêu mini bán tầm khoảng hơn 200 ngàn con, 220 nha anh em, đây 220 này. Ở dưới này có trong trong ngũ sắc 170 ngàn, trong ngũ sắc này trâu nhiều lắm.
nhưng mà cái bóng đèn bật hơi ấy cho nên là thôi quay đại cho anh em luôn. Anh em nào cần clip rõ hơn thì nhắn cho Phước nha. Rồi ha, để Phước ra chuẩn bị cái hồ, chuẩn bị đồ để Phước dọn dọn dẹp dẹp xíu. Rồi Phước đưa con Tỷ Hồng Đế vào và Phước trị, và với lại cái con vừa rồi có cái dấu đến đầu cũng dễ nghi nghi thì mi lắm. Rồi anh em đợi Phước xíu nha. Rồi anh em mới đóng xong đóng hàng rồi mới quay tiếp clip cho anh em xem. Rồi đây, hai con cá rồi đây nhà anh em, Phước quay cho anh em xem. Rồi đây, đây con bé cá này có một cái dấu hiệu ngay chỗ đầu nè. Đấy, dấu hiệu này thì cũng dễ bị thủy mi lắm nha anh em nha. Điện thoại của Phước này nó hơi cùi. Đấy, đây dấu hiệu dễ thủy mi nè. Cái thứ hai là con này nè anh em. Đây, đây là cái bệnh thủy mi này. Đấy, đây anh em, đây là bệnh thủy mi nha anh em nha. Rồi, bây giờ Phước tiến hành chữa cho anh em xem ha. Anh em lưu ý, anh em chuẩn bị trước trong giùm Phước một số cái sụn cái loại thuốc ha. Đầu tiên, đây, oxy gà nha anh em nha. Oxy gà này, oxy gà nó mới bị rớt cái này ra ha. Tiếp theo, anh em chuẩn bị cho Phước Sanmethylen. Và cái thứ ba là đây, bữa trước Phước có chia sẻ trong clip rồi thì Phước có thêm có dùng cái này đi, oxycillin nha. Trước mắt là mình sẽ sử dụng thuốc này. Tại sao mình sẽ không nên dùng không dùng những thuốc kia? Đó là mình sẽ dùng thuốc này trước và mình sẽ đảo thuốc. Nếu thuốc này mà 2-3 ngày nó mà không đứng thì mình sẽ đảo thuốc nha anh em nha. Rồi, Phước tiến hành quay cho anh em xem và cách Phước thực hiện luôn nha. Rồi, đầu tiên là Phước sẽ thực hiện trên cái con bị nhẹ trước nha. Con này con Tiểu Đế này nặng lắm, còn con này nhẹ này. Con nhẹ mình làm trước để cái tay mình nó sạch hơn nha anh em nha. Đầu đầu tiên là anh em lưu ý là anh em sát khuẩn trước cho Phước bằng oxy già nha. Sát khuẩn trước cho Phước bằng oxy già. Đây, bác ra. Khá khỏe lắm, con này còn khỏe, con này còn khá là khỏe luôn. Con này thì tỷ lệ mà trị sống khá là cao. Tại sao? Nó mới cũng mới bị à. Rồi đây. Bây giờ đúng là có hai người thì một người quay một người ấy cho Phước thì ok hơn. Hôm nay vợ đi làm rồi, vợ đi làm có mấy clip vừa rồi thì vợ quay giùm khá là đẹp. Giờ clip Phước tự quay thì nó hơi xấu nha anh em. Rồi đây anh em thấy rõ không ạ? Đây Phước sẽ nhỏ trực tiếp một chia vào. Anh em lưu ý là anh em nhỏ trực tiếp vào vết thương thôi nha, anh em đừng có nhỏ ra bên ngoài nha. Biết anh em thấy rõ không? Đấy, anh em nhỏ trực tiếp vào vết thương. Để Phước zoom lên xíu cho anh em xem. Đấy, hơi chói đúng không ta? Để quay cái chiều khác đây, qua cái chiều bên này. Đấy, qua cái chiều bên này nha. Chiều của con bên này thì nó nhìn nó sẽ sáng hơn. Đấy, sau khi anh em nhỏ oxy vào này, anh em thấy không? Nó sủi trắng lên. Nó sủi trắng lên cái phần vết thương này. Thì mình cào ra nha anh em nha. Em đây nè anh em thấy, anh em thấy cái đầu tay Phước không? Anh em lưu ý là mình phải cào ra nha. Chứ anh em mà không cào ra là nó không ok đâu. Cá bắt đầu sót sót. Cá bắt đầu sót anh em ơi. Mình cào ra bắt đầu nó sót. Đây, đấy. Đây anh em thấy thuốc nhỏ đúng vào vết thương. Ủa bên này vẫn hơi khó thấy ha, anh em thông cảm nha. Nói chung là tự quay mà. Đó, đấy, nó sủi lên này, nó sủi lên khá là nhiều luôn. Đấy, nó sủi lên ha. Rồi, xong, xong khi mà sanh oxy già rồi mình thả lại, mình rửa đi anh em, rửa qua vết thương oxy già đi. Đấy, rửa. Rửa rồi bắt đầu mình nhỏ sanh metilen lên. Nhỏ sanh metilen lên. Rồi mình để một chặt nha anh em nha, tầm khoảng 5-10 phút gì đó rồi anh em xử lý tiếp cho Phước. Nhưng mà thôi Phước quay clip thì Phước làm cho anh em nó nhanh hơn xíu. Để anh em theo dõi cho nó kịp chứ để rồi clip nó dài quá. Rồi tiếp tục Phước đã nhỏ oxy già. Anh em lưu ý là nhỏ đúng vào vết thương thôi chứ còn anh em nhỏ oxy già nó có loang ra thì nó không bị đúng cái vùng ấy thôi, nó bị loang ra nó bị đúng cái vùng chứ còn anh em mà để mà anh em ấy ra thì nó sẽ ấy ra anh em nha. Rồi, xong nha anh em nha. Xong xong rồi bắt đầu Phước lại rửa qua tiếp tục cứ anh em làm như thế trong Phước tầm khoảng 3 lần, anh em làm đúng như thế tầm khoảng 3 lần nha anh em nha, 3 lần này, anh em thấy không, nó sát khuẩn và nó sủi oxy lên, nó sủi bọt lên này. Biết anh em có thấy rõ không? Ồ, trong một clip này mờ quá. Đấy, nó sủi lên nha anh em nè, nó sủi bọt lên
sủi bọt. Tí nữa cái con tiểu hoàng đế kia nó sủi càng ác này, con này thì sủi nhẹ. Rồi sau đó là tiếp tục lại rửa sạch nha anh em nha, lại rửa sạch rồi à, ok chưa, rửa sạch rồi. Đấy, rồi anh em sẽ đánh thuốc nha. Con này bị nhẹ, con này bị nhẹ thì mình sẽ làm cách này. Thôi rồi ok, để sang một bên. Tiếp theo con thứ hai, để Phước chuẩn bị trước mà để tí không có cái khăn nào lau khô ha. À, con thứ hai này thì bị khá là nặng nha anh em, con tiểu hoàng đế này bị nặng lắm này, anh em coi cái đầu nó này, cái đầu nó ghê lắm đó. Rồi anh em coi Phước nhỏ oxy già vô này. Ấy, bây giờ nó sủi lên anh em, nó sủi bọt lên ác lắm nha. Cá đâu anh em ạ? Nó sủi lên rồi bắt đầu mình phải cạo cạo ra nha anh em, cạo ra cho thuốc nó vào chứ không, nó không vào thuốc được đâu. Ui ui, cố lên con, cố lên cho anh em cùng xem. Con này nó anh vào rất là sâu rồi, giống như cái con mà đợt trước Tết năm ngoái Phước có mấy con bị á. Đấy, bắt đầu nó sủi lên, em thấy anh em thấy không? Đây em thấy hơi khó thấy à, nó sủi này. Nó sủi lên ác rồi, để nghiên cứu làm ra. Anh em mua hàng ủng hộ đi. Phước kiếm tiền Phước mua cái máy chụp hình quay camera rồi cho nó đẹp đẹp một xíu. Rồi quay clip cho anh em xem cho nó thấm phê ha. Đấy. Đau lắm anh em ơi. Và anh em lưu ý là anh em chữa xong cho con nào thì anh em rửa tay bằng oxy, bằng xà phòng nha. Chứ anh em đừng có mà quẹt quẹt rồi anh em đi cho anh em làm cái hồ khác và dính bệnh chết đấy. Đấy. Cái bệnh thủy mi này nó ăn ghê lắm anh em ơi. Ăn ghê lắm, ghê, cực kỳ ghê luôn. Ăn mà bằng thịt cái con này chắc chắn là trị thì trị được rồi. Khả năng là nó mà sống thì có thể sống à, nhưng mà nó sẽ không còn đẹp được do cái miếng thịt nó bị lủng rồi. Rồi tiếp tục Phước sẽ nhỏ oxy già. Oxy già nó sủi bọt lên nè anh em. Ôi sủi trắng luôn ha. Anh em nhìn bên ngoài thì anh em sẽ nhìn kỹ hơn, nhưng còn anh em nhìn trong, tức là trong là vết thương nó bị nhiễm khuẩn anh em, vết thương nó bị nhiễm khuẩn. Rồi đấy là tiếp tục là nhỏ xanh metilen lên, sát khuẩn nhẹ lại, hai phát trứng lại, oxy à sát khuẩn mạnh rồi, tới xanh metilen sát khuẩn lên. À, nếu mà anh em có thời gian thì anh em cứ ngồi ấy thôi, anh em làm tầm khoảng 4-5 lần, anh làm liên tục nha anh em nha. Một là sống, hai là chết thôi, tại vì này là quá nặng rồi. Đấy. Đấy, đuối luôn anh em à, bắt lên bắt xuống nhiều, đuối luôn. Oxy già vào nữa, không biết có trị được không. Mà chết thì thôi nha anh em nha, tại vì nói chung là con này tiểu hoàng đế là nó sẽ khó hơn là dòng vảy rồng. Để bữa nào kiếm con vảy rồng nữa chơi tiếp, làm clip cho anh em xem nha. Kiếm con vảy rồng để xin, ai có con vảy rồng là bị xin. Rồi tiếp tục lại nhỏ oxy già.
Ô xì già được cạo nha anh em nha, cạo cạo là nhỏ, cạo là nhỏ, làm liên tục như thế. Đợt trước Tết là Phước cứu sống được hai con lóc đột biến, lóc đồng á, cũng cách như thế này. Rồi vừa rồi có một con lóc đợt đó không có quay clip cho anh em xem, có một con rép bị mà bị nhẹ hơn, trị hết luôn. Rồi à, bước thứ ba nha. Cái này thì nói chung là trên kinh nghiệm cá nhân thôi nha anh em, coi mà nếu mà thấy sai thì bỏ qua nha, chứ đừng có chửi Phước thế này thế kia. Có nhiều bạn xem clip xong rồi kiểu như tiêu cực lắm. Đấy, tiêu cực rồi này kia khác nọ anh em. Tiêu cực. Đây mà đổ giấy là đổ đổ thuốc ra giấy trước thì ngon. Rồi. Ok. Đây gọi là đắp thuốc nha anh em nha, đắp thuốc trực tiếp lên vết thương luôn, chứ còn mà anh em hòa tan trong trong nước cũng ăn thua đâu. Không ăn thua đâu, đắp thuốc trực tiếp lên vết thương. Đấy, cho nó bám lên đấy luôn, tại vì con cá của mình nó bị lở lép khá là nhiều rồi mà. Rồi anh em đợi Phước xíu nha, Phước đi đổ nước này, Phước thay nước mới rồi Phước quay nói chuyện với anh em tiếp. Rồi ok nha anh em nha. Rồi để Phước dọn dẹp. Rồi ok anh em, đấy Phước là cách Phước làm nha. Phước làm thì nói chung là có tỷ lệ hết và tỷ lệ không hết nha, chứ không phải là thì mi này nó khó lắm. Có nhiều anh em nói dễ nhưng mà thôi thuốc thì thấy rất khó, cho nên là mỗi người mới có một cái quan điểm riêng. Rồi ok, Phước quay lại cho anh em cái tình hình vừa rồi. Phước mới thay nước đây. Đây Phước mới thay nước đấy, thay nước rồi làm vết thương này. Thuốc thì Phước đổ trực tiếp lên vết thương luôn, đổ trực tiếp lên vết thương nha. Còn con này thì nó nhẹ hơn là thôi mình làm như thế này thôi. Còn con này thì quá là nặng rồi, không biết có cứu được hay không. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em đã xem clip của Phước nha. Anh em cần cái nội dung gì làm về lóc hay là gì đó thì anh em comment nha bên dưới nha, để Phước cố gắng Phước ra clip sớm nhất cho anh em có thể. Rồi tạm biệt anh em. Anh em cần mua gì thì liên hệ Phước số điện thoại bên dưới màn hình ha. Cảm ơn anh em.